Máy lên đi. Chào mọi người. Hello, xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt tại một cái quán cà phê rất là đẹp. Quán cà phê này thì cũng chưa có tên, chưa tuổi gì hết. Nói chung là một quán cà phê mới mà mình làm chủ. Đây. Mình tên là Du, Du Du. Không phải Dũng, Dũng là hàng xóm. Tên Du, dì Du. Chú Hùng Dũng. Dì Du. Trong kịch bản gì là chú Hùng Dũng? Coi như nãy giờ chưa nói gì hết. Một cái máy cho anh chị rồi. Nó không 10 cái. Bị BD. Vừa gánh vừa rồi là 2 cái máy. 20 máy, nãy 20 là 14. Nãy ngủ rồi ngủ. Lộn chi? Em ghét giả lộ lắm. Trời con trai mà mặc đồ con gái khó chịu cũng chết vậy. Mà chưa đoàn phim ép giả gái. Trong khi đó mình là con trai mà ép giả gái mình bực bội bức rứt người. Ủa sao dễ thương vậy? Trên sân Facebook được không? Không anh. Ủa bé này là đóng vai gì? Em chỉ là một người dân ở khu Thanh La này. Đó không nhận ra hả? Ủa em ơi, quần dính gì kìa em? Dính quần động mông. Không. Máy này tụi em rọi hoài. À ok. Rồi. Gì dạ? Quay nè. Quay quay nãy giờ luôn. Chụp hai người. Trời nãy giờ mọi người quay rồi hả? Là Tuấn thì thẳng với máy. Giới tính ngoài đàng hoàng lịch sự là dạ như thời đây là ba diễn thôi chứ thật ra giới tính mình đường xưa xưa đó là đàn ông. 3 2 1 giết. 3 2 1 cất. Sao mày? Dạ em là con trai. 3 2 1 giết. Em là con trai. Em là con đi. 3 2 1 cất. Em mệt nha. Mệt nha. Diễn cất hoài. Có mưa hả? Cất Chị. Chạy em ơi.
Good.